Gelatin là gì? Những điều cần biết về gelatin. Gelatin là gì? Bột gelatin có phải là bột rau câu không? Hãy cùng chúng mình giải đáp các thắc mắc về gelatin nhé. Gelatin là gì? Gelatin là một loại protein không mùi, không vị, có màu hơi vàng hoặc trong suốt. Đây là chế phẩm được tạo ra từ chất collagen chiết xuất từ thực vật hoặc động vật. Gelatin được ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm với công dụng làm đông thực phẩm, mỹ phẩm làm đẹp da, dược phẩm giảm đau khớp. Gelatin chứa những công dụng gì? Theo đó, gelatin được chia làm hai loại là gelatin dạng bột và gelatin dạng lá. Gelatin được ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Trong ngành thực phẩm, gelatin có tác dụng giúp ổn định cấu trúc thực phẩm, tránh trường hợp tách lỏng. Từ đó, các thành phần có trong thực phẩm được kết cấu bền hơn. Nhờ những công dụng này, bột gelatin được sử dụng nhiều trong việc chế biến thực phẩm như nấu chè, kẹo, làm bánh. Trong ngành mỹ phẩm, gelatin dạng bột cũng được sử dụng trong việc làm đẹp. Nó chứa thành phần axit amin có tác dụng xây dựng và tái tạo collagen trong cơ thể, đặc biệt là giúp da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn rất nhiều. Trong ngành dược phẩm, Gelatin còn có tác dụng giảm đau khớp và ngừa ung thư bởi axit amin bên trong. Điều này sẽ giúp xây dựng lại collagen, sụn và các mô liên kết trong khớp. Bảo quản gelatin như thế nào? Đối với gelatin dạng bột thì ta cần chú ý sử dụng sản phẩm trong vòng 48 giờ sau khi mở túi. Còn đối với gelatin dạng lá thì ta cần cho vào túi kín, bảo quản ở nơi khô thoáng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Bột gelatin có phải là bột rau câu? Không ít người cho rằng bởi cùng là chất làm đông thực phẩm nên bột gelatin và bột rau câu là giống nhau. Tuy nhiên, thành phần của bột rau câu là thực phẩm 100% tự nhiên được chiết xuất từ tảo đỏ với khả năng làm đông gấp 8 lần gelatin. Điều này có nghĩa là 8 g gelatin bằng 1 g aga. Nếu như thành phẩm làm đông của bột rau câu tạo cảm giác rắn chắn thì thành phẩm của gelatin lại có độ mềm, xốp. Các món ăn sử dụng bột rau câu không thể bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh vì khi giãn đông sẽ bị chảy thành nước. Ngược lại, vì chịu được nhiệt độ thấp nên món ăn có gelatin trong thành phần có thể bảo quản được trong ngăn đông.